Inter Miami xác nhận đã chiêu mộ thành công tiền vệ Sergio Busquets theo dạng tự do ở hè 2023. Trước đó, ngôi sao 34 tuổi đã từ chối những lời đề nghị béo bở từ Saudi Arabia vì muốn trải nghiệm bóng đá ở Mỹ. Tại Inter Miami, Busquets sẽ tái hợp với người đồng đội cũ Lionel Messi. Đây được xem là màn trùng phùng tuyệt vời của hai huyền thoại của Barca. Tevez, đồng đội của Cristiano Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha, đã hoàn tất việc chuyển sang Al Hilal của Saudi Arabia từ Wolverhampton với giá 47 triệu bảng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha mang về cho bầy sói số tiền chuyển nhượng cao nhất lịch sử câu lạc bộ. Neves đã ghi 30 bàn cho Wolverhampton sau 253 lần ra sân trong 6 mùa giải khoác áo đội chủ sân Molineux. Ngày 23 tháng 6, Man United đã gửi đề nghị thứ 3 tới Chelsea trong cuộc đàm phán chiêu mộ tiền vệ Mason Mount. Mức giá được Quỷ Đỏ đưa ra là 55 triệu bảng, bao gồm 50 triệu bảng trả ngay và 5 triệu bảng phát sinh theo điều khoản. Tuy nhiên, Chelsea vẫn tiếp tục từ chối. Theo Sky Sports và Guardian, Chelsea vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ bán Mason Mount với mức giá 65 triệu bảng, bao gồm 58 triệu bảng trả ngay và 7 triệu bảng theo điều khoản phát sinh. The Blues muốn Manchester United đàm phán trực tiếp để tìm ra phương án tốt nhất. Tuy vậy, theo một số nguồn tin trước đó, sau 3 lần đề nghị bị từ chối, Man United đã tính rút khỏi thương vụ Mason Mount. Quỷ Đỏ không chấp nhận chi nhiều hơn cho cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng. Bị chia sẻ về tương lai, siêu sao Neymar của Paris Saint-Germain đã tiết lộ mong muốn được trở về khoác áo Santos trước khi giải nhẹ. Rõ ràng là tôi mơ được quay trở lại Brazil và chơi bóng tại quê hương. Tôi vẫn mơ được thêm một lần nữa chơi bóng trong màu áo của Santos. Tôi hy vọng rằng nó có thể xảy ra một ngày nào đó gần đây trước khi tôi nghĩ đến việc sẽ giải nhẹ. Nguồn tin của tờ Bild cho hay người hâm mộ bóng đá Đức đang mong ngóng huấn luyện viên Jurgen Klopp hồi hương dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Tại nước Anh, Liverpool ở mùa giải 2022-2023 cũng không gặt hái thành quả như mong đợi. Mặc dù vậy, người đại diện Mark Kosic khẳng định thân chủ không có kế hoạch rời Anfield. Siêu cò này cho biết Jurgen Klopp có hợp đồng dài hạn với Liverpool và đội tuyển quốc gia Đức đang có một huấn luyện viên tài năng, vì vậy nó hoàn toàn không phải vấn đề với chúng tôi. Cuối cùng là thông tin Liverpool dẫn đầu cuộc đua giành Chiesa. Theo Sport Witness, Liverpool đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao chạy cánh Federico Chiesa của Juventus. Hiện lữ đoàn đỏ đã liên hệ với Fali Ramadani, người đại diện của Chiesa, và sẵn sàng đưa ra mức phí chuyển nhượng khoảng 40 đến 45 triệu euro, tương đương 34 đến 38 triệu bảng. Điểm tin ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.